Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng duyệt chương trình lễ meeting kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Lào Cai sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng 30 năm tái lập tỉnh. Nông thôn mới Lào Cai những thành tựu nổi bật. Cô giáo người Xa Phó vượt khó để dạy trò nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9 tới đây, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành tổng duyệt buổi lễ. Tới dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Chương trình lễ meeting kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với nhiều hoạt động, trao huân chương lao động hạng nhất cho tỉnh Lào Cai, trình chiếu bộ phim tài liệu Lào Cai 30 năm ngày ấy, bây giờ do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai thực hiện, chương trình nghệ thuật Khát vọng Lào Cai do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện, tái hiện rõ nét chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao tinh thần cố gắng nỗ lực của các cơ quan trong việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều chỉnh, chỉnh sửa nội dung trình chiếu, chương trình văn nghệ phù hợp với kịch bản chương trình. Công tác khánh tiết, đón tiếp đại biểu cần được chuẩn bị chu đáo. Các nội dung liên quan đến buổi lễ cần có sự khớp nối để đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia đã dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Qua công tác kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã biểu dương và ghi nhận tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, sự quyết tâm trong phòng chống dịch COVID-19 của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng thời điểm này tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy càng cần phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm chống dịch như chống giặc, chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết quân dân, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19. Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tại các tổ chốt thuộc đồn biên phòng Pha Long, Nậm Chảy và Bản Lầu đang thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch. Chiều ngày 27 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ tư. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong tháng 9 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động linh hoạt chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Các cuộc giám sát khảo sát được tổ chức thực hiện có trọng tâm trọng điểm, hoạt động tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định. Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu trong tháng 10, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, thực hiện tiếp công dân, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, duy trì mối quan hệ phối hợp công tác với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến 9 tháng 12. Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đã cho ra mắt cuốn sách 30 năm Lào Cai sáng tạo. Sách Lào Cai sáng tạo được chia làm 3 phần, gắn với những mốc lịch sử, những chặng đường dựng xây và phát triển của tỉnh. Phần 1 với tiêu đề Khó khăn, thách thức, khát vọng, giai đoạn 1991-2000. Phần 2 là Chủ động sáng tạo, đột phá,
giai đoạn 2001-2010 và phần 3 có chủ đề Nâng tầm vị thế, giai đoạn 2011-2020. Toàn bộ cuốn sách có 68 bài viết được in trong 486 trang sách. Cuốn sách Lào Cai sáng tạo sẽ tạo cơ hội để bạn đọc có được cái nhìn toàn cảnh, hiểu hơn về mảnh đất con người Lào Cai kiên trung, giàu sáng tạo, đang vươn mình hòa nhập vào xu thế phát triển chung của đất nước và thời đại, để càng thêm chân quý, tự hào cùng nỗ lực đóng góp công sức trí tuệ dựng xây mảnh đất biên cương ngày càng giàu đẹp. Huyện Bảo Yên vừa tổ chức lễ khánh thành công trình trạm dừng chân kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại xã Phúc Khánh. Tới dự có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Công trình trạm dừng chân kiểm soát liên ngành xã Phúc Khánh có tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng mới nhà tạm liên ngành, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, bãi đỗ xe. Sau hơn một tháng thi công, công trình đã kịp khánh thành vào dịp chào mừng 30 năm tái lập tỉnh. Trạm dừng chân kiểm soát liên ngành xã Phúc Khánh được đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại chốt. Đồng thời, đây cũng là một trong những địa điểm trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc hữu của huyện Bảo Yên. Thời gian tới, huyện Bảo Yên sẽ tiếp tục đầu tư xây thêm trạm dừng chân kiểm soát liên ngành xã Nghĩa Đô và đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu khác cho 10 trạm kiểm soát dịch bệnh giáp danh với các tỉnh Yên Bái và Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, 30 năm trước, Lào Cai bắt đầu những bước đi đầu tiên đầy gian khó của một tỉnh mới được tái lập. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lào Cai đã đạt được những thành tựu phát triển mang tính đột phá về mọi mặt. Và trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, vào những ngày này, trên các công trường, nhà máy, xí nghiệp, cho tới ruộng đồng, trường học, người Lào Cai đang tưng bừng phấn khởi, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác để chào mừng sự kiện lớn của địa phương. Kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng đối với toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai. Thời điểm này, trên những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các kỹ sư và công nhân xây dựng đang hối hả thi đua lao động, chạy đua cùng thời gian để đảm bảo tiến độ. Với quyết tâm hợp long cầu móng xến vào ngày 29 tháng 9, các nhà thầu thi công công trình đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, duy trì 3 ca liên tục với 4 mũi thi công, quyết tâm hợp long cây cầu đặc biệt này sau 2 ngày nữa. Thì đến nay thì cơ bản là dự án chúng tôi đã hoàn thiện và đến ngày 29 tháng 9 là chúng tôi sẽ hợp long cái đốt cuối cùng và dự kiến trong năm cuối năm 2021 là toàn bộ công trình cầu móng xến chúng tôi có thể đưa vào thông xe kỹ thuật. Và dự kiến đầu năm 2022 sẽ khai thác vận hành và phục vụ cho bà con tỉnh Lào Cai nói riêng cũng như đồng bào khu vực Tây Bắc nói chung. Trên hàng loạt các công trình trọng điểm khác, các đơn vị thi công đều thể hiện quyết tâm nỗ lực cao nhất, phát động phong trào thi đua trong lao động với mục tiêu đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án theo cam kết. Tiến độ thì cũng rất là gấp. Nhưng mà anh em chúng tôi và công ty cũng đã quyết triệt là dù tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng của công trình. Tại các công trình nút giao cao tốc Phố Lu, dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, thành phố Lào Cai, dự án đường kết nối ga phố mới Lào Cai, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, các phần việc đều đã cơ bản hoàn thành. Tất cả đã sẵn sàng cho lễ thông xe, gắn biển chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Còn tại các xí nghiệp, nhà máy, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, tạo ra sức lan tỏa rất lớn, thể hiện qua nhiều hoạt động công trình phần việc ý nghĩa. Mới đây, công trình gia công chế tạo 10 máy tuyển 3,26 mét khối và máy đập nghiền thuộc công đoàn công ty Apatit Việt Nam đã được khánh thành. Phát động đến toàn thể cán bộ, người lao động, hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập nhiều cái thành tích để hoàn thành cái vượt mức các cái chỉ tiêu kế hoạch mà đã được công ty giao trong năm 2021. Và ngoài ra thì công đoàn công ty còn phát động đến toàn thể công đoàn cơ sở trong toàn công ty đăng ký các cái phần việc để gắn biển chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai. Đây là những mẻ đồng đầu tiên của dự án luyện đồng Bản Qua vừa chính thức được ra lò để kịp chào mừng sự kiện 35 tái lập tỉnh Lào Cai.
đó là sự nỗ lực cố gắng vượt khó của tập thể cán bộ công nhân của đơn vị. Việc dự án này sớm đi vào vận hành sẽ góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, làm tăng nguồn thu cho tỉnh Lào Cai cũng như là đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động của người địa phương. Sau 3 tháng chạy thử nghiệm, dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai chính thức đi vào vận hành từ ngày 11 tháng 9. Với nhiều sáng tạo trong sản xuất, các kỹ sư và công nhân lao động đã hăng hái thi đua chào mừng sự kiện 30 năm tái lập tỉnh. Đến nay, nhà máy đã sản xuất được trên 3.000 tấn đồng ca tốt. Cán bộ, công nhân viên đều tập trung làm việc hăng say. Và đến thời điểm hiện tại, thì các dây chuyền thiết bị công nghệ là đã đưa vào sản xuất và cho ra được các sản phẩm thương phẩm để đáp ứng cái yêu cầu tiêu thụ cũng như là tình hình thiết bị rồi công nghệ là hoạt động là ổn định, đảm bảo cái công suất cũng như là các cái điều kiện về môi trường. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh cũng đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng đang hối hả bắt tay vào vụ sản xuất mới. Chào mừng 35 ngày tái lập tỉnh ấy, thì là người nông dân thì mình nghĩ là chỉ cần là mình sẽ làm tốt những cái công việc của người nông dân, nghĩa là mình sẽ làm xuống hạt giống này, ví dụ như chúng mình đang làm là đúng thời vụ này, chăm sóc cây tốt này để có một cái lượng năng suất tốt. Thứ nhất là để làm giàu cho chính bản thân mình, cho quê hương, cho đất nước mình thôi. Tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập tỉnh còn lan tỏa đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tại xã vùng cao Dền Sáng, bà con nông dân đang thi đua sản xuất, đảm bảo 35 hectare cây trồng vụ đông được trồng đúng khung thời vụ, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Làm đất xong rồi, mình tranh thủ trồng ít rau xanh, mấy nữa giống khoai tây về, mình lại trồng tiếp ở mấy ruộng bên cạnh. Bà con mình thi đua sản xuất vụ đông để có thu nhập, gia đình phát triển thì quê hương mới phát triển được. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần lao động hăng say không quản nắng mưa của bà con nông dân sẽ góp phần tạo nên những vụ mùa sản xuất thành công. Đây không chỉ là thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh mà còn là điểm tựa vững chắc giúp cho mỗi quê hương trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển. Còn trong ngành giáo dục, khẩu hiệu đoàn kết sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai đã nhận được sự hưởng ứng tham gia sôi nổi ở tất cả các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai, một buổi nói chuyện chuyên đề về thành tựu Lào Cai sau 30 năm tái lập, xây dựng và phát triển gắn với nhiệm vụ giáo dục của nhà trường đã được tổ chức, qua đó khơi dậy niềm tự hào của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Từ tỉnh khó khăn đã mạnh mẽ vươn lên và chuyển mình để trở thành một tỉnh phát triển. Là một người học sinh thì em cảm thấy rất tự hào, sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để có thể học tập và trau dồi, có thể đạt được những cái thành tựu, đạt được những mong muốn của thầy cô và trở thành một công dân có ích cho tỉnh Lào Cai. Không chỉ thi đua dạy tốt, học tốt, các đơn vị trường học còn cụ thể hóa bằng các hoạt động công trình giáo dục thiết thực ý nghĩa dành cho học sinh. Tiêu biểu là 30 công trình giáo dục thể chất cùng nhiều công trình xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp gắn với học tập, trải nghiệm, sáng tạo của ngành giáo dục thành phố Lào Cai. Để kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai thì tôi đã tham mưu với ban lãnh đạo nhà trường xây dựng trồng một vườn lan để tạo ra một cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp để học sinh có thể là học đi đôi với hành và gắn giữa lý thuyết với và thực hành. Để đẩy mạnh các hoạt động thi đua tạo khí thế sôi nổi rộng khắp trong toàn ngành, cuộc thi viết về thành tựu giáo dục Lào Cai sau 30 năm tái lập tỉnh cũng đã được phát động và nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tập thể cá nhân trong toàn ngành. Với gần 200 bài viết về những tấm gương điển hình tiên tiến, những kết quả thành tựu giáo dục Lào Cai đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh. Đi lên từ xuất phát điểm thấp kém về mọi mặt, sau 3 thập kỷ tái thiết và xây dựng, bức tranh đô thị của Lào Cai đã hiện hữu những gam màu tươi sáng. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông, điện lưới cũng đã có sự đột phá mạnh mẽ, góp phần tạo ra nền tảng hạ tầng quan trọng cho Lào Cai cất cánh. Thời điểm tái lập tỉnh năm 1991, Lào Cai phải đối diện với bộn bề khó khăn thách thức. Thị xã Lào Cai và hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng và bị tàn phá bởi chiến tranh. 54 trên 180 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm.
tuyến đường quốc lộ 70 đường sắt Lào Cai Hà Nội bị hư hỏng nặng nề. Sau 30 năm tái lập, mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, được gắn liền với các mục tiêu như hiện đại hóa, tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, bền vững. Đến năm 2020, Lào Cai có 9 đô thị. Một đô thị loại 2 là thành phố Lào Cai. Một đô thị loại 4 là thị xã Sapa. 7 đô thị loại 5 gồm Phố Lu, Bắc Hà, Phố Giàng, Khánh Yên, Mường Khương, Simacai, Bát Sát. Tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc đặt tên cho các tuyến đường, phố và công trình công cộng tại 4 đơn vị được chọn thí điểm là thành phố Lào Cai, thị xã Sapa, thị trấn Bắc Hà và thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên. Về giao thông, hiện tất cả các tuyến đường kết nối từ tỉnh đến huyện, thị xã đều đã được nâng cấp, giải nhựa. 98% thôn bản đều có đường ô tô đến trung tâm và được cứng hóa. Hệ thống giao thông kết nối cùng hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm cũng đã được hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác như đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, quốc lộ 4E, quốc lộ 4D, quốc lộ 279 và nhiều công trình cầu trọng điểm. Đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Sapa cũng đang được đầu tư theo hình thức BOT. Cầu Móng Xến, cầu Làng Giàng chuẩn bị khánh thành. Dự án cảng hàng không Sapa chuẩn bị khởi công. Mạng lưới điện, hạ tầng viễn thông, nước sạch cũng đã được đầu tư phủ đến mọi bản làng, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trong toàn tỉnh. Năm 1996, tất cả các huyện, thị xã có điện lưới quốc gia. Năm 2010, đầu tư xong điện lưới đến 100% số xã. Năm 2020, 100% thôn bản kéo được điện lưới quốc gia. Trên 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới. 100% các xã có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Gần 100% người dân đô thị được sử dụng nước sạch. Trên 95% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Sau 30 năm tái lập, Lào Cai đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Các khu vực nông thôn vùng cao khởi sắc, ngày càng tiệm cận với khu vực trung tâm thành thị. Kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Lào Cai luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là trong 10 năm gần đây, việc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho đời sống vật chất tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao rõ rệt. Ngay khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đã linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Một phong trào thi đua sôi nổi, cùng chung sức xây dựng quê hương mình đã được tạo ra, giúp cho hàng loạt các địa phương sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Về lộ trình xây dựng thì chúng tôi đã có cái kế hoạch ngay từ ban đầu, thành lập ban chỉ đạo từ xã đến trung ương thôn và thực hiện các cái nhiệm vụ. Đối với nhân dân thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới. Không thuận lợi như nhiều địa phương khác, Nậm Mòn, huyện Bắc Hà từng là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, nhưng cũng đã triển khai thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi, toàn bộ dân là không có hộ nào đói kém nữa, nhà ít nhất nhà cứ 4 trở lên, không có nhà nghèo rớt nát nữa. Đối với cấp huyện, cùng với thành phố Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Bảo Thắng cũng đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ việc triển khai chương trình, huyện Bảo Thắng đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường về công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, để nhân dân đồng tình và tích cực tham gia ủng hộ. Cái thứ hai, giải pháp thứ hai đấy là lồng ghép các cái nguồn lực của tỉnh, của trung ương, của huyện, của xã và đặc biệt là các cái nguồn lực mà đóng góp của người dân, để thực hiện có hiệu quả các cái tiêu chí về nông thôn mới. Với quan điểm chỉ đạo của Trung ương, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, tỉnh Lào Cai xác định quá trình xây dựng nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới. Việc đánh giá các cái xã hoàn thành nông thôn mới hàng năm tiếp tục phải đảm bảo thực chất,
không nợ tiêu chí và đánh giá hoàn thành nông thôn mới gắn với đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cộng đồng dân cư được nâng cao theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với cách làm như vậy, đến nay Lào Cai đã có 61 xã chuẩn nông thôn mới, 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 15,15 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 8,2%. Đây là một trong những thành tựu quan trọng nhất mà Lào Cai đạt được trong 30 năm tái lập bởi nó trực tiếp tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể với các cơ sở giáo dục về việc triển khai chủ trương tổ chức dạy học thứ bảy hàng tuần để phòng chống dịch COVID-19 theo văn bản 4594 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với cấp tiểu học sẽ tổ chức dạy học tăng buổi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục. Có thể tăng từ 1 đến 2 buổi trên tuần, có thể dạy ngày thứ bảy. Đối với cấp trung học cơ sở, các trường thực hiện dạy học tăng buổi với thời lượng tăng thêm 1 buổi học một tuần so với bình thường. Các nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và phối hợp nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội, các tổ chức cá nhân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh học tăng buổi, đảm bảo sức khỏe, an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ở những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn thì mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là một chiến sĩ, nỗ lực vượt khó để gieo chữ trồng người. Với những trường hợp đặc biệt như hoàn cảnh của cô giáo Ngô Sa Mạ được chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau đây. Bản lĩnh ấy, nghị lực ấy càng phải mạnh mẽ hơn để ước mơ mang con chữ đến cho trẻ em vùng cao được trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Hơn 20 năm qua, cô gái người Sa Phó Ngô Sa Mạ đã tập đứng, đi bằng đôi chân không lành lặn của mình. Và đôi chân ấy đã đưa cô giáo Mạ đi khắp những thôn bản để dạy chữ cho học trò nghèo. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Lào Cai, cô giáo Ngô Sa Mạ đã nhận nhiệm vụ ở Cao Sơn, Mường Khương, rồi đến Ngũ Chỉ Sơn của Sapa. Đứng lớp dạy tiếng Anh cho những cô cậu học trò người Mông, người Dao, trong đó có nhiều em tiếng phổ thông còn chưa đọc thông, viết thạo. Tôi đã cố gắng rất là nhiều, tìm tòi những cái kiến thức, những cái công việc mình đang học ấy, mình đang theo nghề ấy, thì ví dụ như có gặp khó khăn ấy thì tôi chỉ nghĩ là tôi sẽ làm được, thì chắc chắn là tôi sẽ làm được. Những niềm vui mỗi giờ lên lớp với học trò đã giúp cô giáo Mạ vơi bớt những mặc cảm của bản thân do bị khuyết tật bẩm sinh. Không đủ sức khỏe để tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, cô giáo Mạ đầu tư hầu hết thời gian vào việc chuẩn bị những bài giảng tốt nhất cho học trò của mình. Chúng em rất thích học môn tiếng Anh vì cô bạn dạy tiết tiếng Anh rất hài. Chúng tiết tiếng Anh em thích nhất là khi được cô bạn cho chúng em xem các hình ảnh hoặc là các bài hát để nghe cô. Hình ảnh liêu siêu của cô giáo Ngô Sa Mạ mỗi buổi tới trường đã khiến cho tất cả phụ huynh, học trò, đồng nghiệp đều nể phục nghị lực và ý chí của cô giáo người Sa Phó kém may mắn này. Tôi cũng đã lấy cái tấm gương của cô để chia sẻ và cũng đã tuyên truyền truyền đạt đến học sinh của tôi, là học sinh bán trú của tôi, hơn 200 học sinh bán trú. Và học sinh cũng rất là ngưỡng mộ cô về cái tinh thần của cô cũng như là cái nghị lực của cô. Tại thôn Nậm Kén, xã Liên Minh, quê hương của cô giáo Ngô Sa Mạ, không có nhiều thanh niên theo đuổi con đường học tập. Vượt lên khiếm khuyết của bản thân để học được cái chữ, cô gái người Sa Phó Ngô Sa Mạ đã thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo, gieo tình yêu con chữ cho trẻ vùng cao, là tấm gương về ý chí và nghị lực vượt khó cho học sinh nơi đây. Tổng cục Thuế đã công bố quyết định của Bộ trưởng Tài chính về việc chính thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 tại 6 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Giai đoạn 2, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, sẽ triển khai tiếp tại 57 tỉnh thành phố còn lại. Trong giai đoạn đầu, sẽ triển khai phần mềm quản lý hóa đơn điện tử trên hạ tầng kỹ thuật hiện có của Tổng cục Thuế.
Cùng với đó, sẽ thực hiện các thủ tục để cung cấp và cài đặt hạ tầng kỹ thuật bổ sung, đáp ứng yêu cầu triển khai giai đoạn 2 tại các tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4 năm 2022. Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc 6 tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên và Lạng Sơn vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến với sự tham gia của 75 doanh nghiệp cùng hơn 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề. Trong số hơn 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng, số người có trình độ đại học cao đẳng chiếm 1,3%, trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 13,8%, lao động phổ thông chiếm 84,9%. Tình hình thiếu hụt lao động chủ yếu tập trung ở các khu công nghiệp tại Hải Dương, Bắc Ninh. Các nhóm ngành có xu hướng tuyển dụng lao động với số lượng lớn là may mặc, cơ khí, điện, điện tử, nhân viên kinh doanh, lái xe. Đã có 316 người lao động tham gia phỏng vấn trực tuyến tại phiên giao dịch. Trong dịp này đã có hàng trăm lao động tham gia phỏng vấn trực tiếp tại mỗi điểm sàn giao dịch của 6 tỉnh. Cùng với việc triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, thì việc chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng đang được các cơ sở du lịch dịch vụ tại thị xã Sapa chú trọng đẩy mạnh. Trong đó, việc hình thành các điểm du lịch mới gắn với trải nghiệm làng nghề, phong cảnh đẹp chắc chắn sẽ có sức thu hút lớn đối với du khách khi cuộc sống bình thường mới được thiết lập. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mới đi vào hoạt động, song điểm du lịch làng nghề thổ cầm Lan Rừng đang là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách. Ngoài những sản phẩm thổ cầm tinh xảo độc đáo thì không gian cảnh quan thơ mộng hữu tình cũng là điểm nhấn ấn tượng với khách tham quan. Thời điểm này, dịp cuối tuần cơ sở đón trung bình từ 100 đến 200 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Em lên đây để ngoài tham quan và trải nghiệm thổ cầm thì khu đây cũng có trồng thêm hoa, phong cảnh lãng mạn rất phù hợp với giới trẻ bọn em là đi ra đây lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Trước đây chúng tôi là chủ yếu là phục vụ cho khách quốc tế là nhiều, nhưng mà thời điểm này 2 năm nay không có khách quốc tế, chúng tôi đang là đầu tư vào cái xây dựng khu này, và hai nữa là chúng tôi đang đẩy mạnh làm về cái decor thổ cẩm cho các cái nhà hàng, các khách sạn. Toàn thị xã Sapa hiện có 17 điểm du lịch check-in có đủ điều kiện được đón khách tham quan trải nghiệm. Việc hình thành các điểm du lịch mới an toàn đang mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, mang tới nhiều lựa chọn thú vị hơn cho du khách. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã về xem xét, nghiên cứu về việc tiếp tục khởi động lại các cái chuỗi chương trình sự kiện cho lễ hội mùa đông, loạt các cái chương trình sự kiện nữa ở các cái làng bản xung quanh. Chúng tôi cũng dự kiến là sẽ tham mưu với thị xã để có chương trình kết hợp với ngành giáo dục của tỉnh và của thị xã về việc là đưa các cái chương trình trải nghiệm phục vụ cho các em học sinh đến với các làng bản, vừa tìm hiểu văn hóa, vừa tăng cường các kỹ năng sống. Hỗ trợ hình thành các điểm du lịch mới và triển khai các giải pháp đồng bộ để kích cầu du lịch đang mang lại tín hiệu khả quan cho du lịch Sapa. Tuy nhiên, ở thời điểm này, việc đón khách đi đôi với đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 vẫn là mục tiêu quan trọng nhất để Lào Cai phát triển du lịch theo hướng bền vững. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn bức tranh tươi đẹp của văn bản, vùng đất được mệnh danh là miền cổ tích với núi non hùng vĩ, ban sơ cùng những nét văn hóa dân tộc đặc sắc. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2021.
Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.